Em chọn anh Chí Thiện Lành. Anh okay. Chí Thiện Lành. Câu hỏi của anh Chí Thiện như sau: vào tháng 9 năm 2022, nghệ sĩ Việt Nam nào đã trở thành người đầu tiên có 4 ca khúc từ một album cùng góp mặt vào top YouTube Trending Music Việt Nam cùng một thời điểm? Không ai khác chính là Lê Dương Bảo Lâm. Đúng, và đó là Bày Ra Dẻ và Noel Giáng Sinh Thật Là Vui và Tết Chả Hết. Đúng như vậy. Thêm bài anh hai nữa, bài anh nữa. Anh Lâm Đồng Nai là 4 bài, đó là cao cảo của đồng mạng. Bây giờ mọi người cho tôi một cái tên đi nào, Buka MP3. Bạn nghĩ ai sẽ có những ca khúc liên tục mà nằm trong top trending YouTube? Dạ, tôi nghĩ là chị Hoàng Thị Linh đi, chị mới ra album. À. Đúng rồi. Hoặc là chị Tóc Tiên, chị cũng mới ra album. Đúng. Những người mới ra album á. À bây giờ không, mình hỏi Miss Thi đi. Thi, thiệt ra là em cũng nghĩ cho Hoàng Thị Linh, nhưng mà để đa dạng đáp án cho anh thì em nghĩ là Sơn Tùng ạ. Không em, anh không cần đa dạng, anh chỉ cần một đáp án để anh chốt luôn ạ. Hoàng Thị Linh ạ. Hoàng Thị Linh, Sơn Tùng, Tóc Tiên. Tóc Tiên. Tóc Tiên. Anh nghĩ cái người mà được nhắc tên nhiều nhất trong năm vừa rồi đó là Hoàng Thị Linh. Bây giờ anh chốt là Hoàng Thị Linh. Là anh không biết luôn. Hoàng Thị Linh. Bây giờ anh thấy cái tên nào mà nó chắc nhất á? Hoàng Thị Linh là đáp án của Chí Thiện. Em có tin hay không? Ủa, cái này tôi phải ca sĩ mà tôi cũng biết mà ta. Em không biết, nhưng mà em tin. Và sự lựa chọn của em, dạ tin, là tin. Và lựa chọn đó là một lựa chọn không chính xác à. Đó là Vũ cùng góp mặt vào top trending YouTube ở cùng một thời điểm, đó là các ca khúc Cô Ta, Chậm Lại, Anh Nhớ Ra và Nhường Lại Em. Với 4 ca khúc này, album Một Dạng Năm đã có tổng cộng 7/9 ca khúc lọt vào top trending. Trước đó, Bước Qua Nhau và Bước Qua Mùa Cô Đơn đều đạt top 1. Ca sĩ Vũ. Và với lựa chọn này, Thái Ngân không ghi được điểm. Bây giờ là Nguyễn Huy, em phải dứt điểm. Dạ. Ở vị trí của anh Chí Thiện, em trả lời đúng câu hỏi. Dạ, hồi nãy anh Ngân chọn anh Thiện rồi, giờ vậy thôi em chọn chị Thi đi. Chọn chị Miss Thi để mà dứt điểm. Theo hãng từ điển Mỹ Merriam-Webster công bố vào 28 tháng 12 năm 2022, từ nào được chọn là cụm từ phổ biến nhất năm 2022? Cụm từ phổ biến nhất trong năm 2022? Cụm từ phổ biến nhất năm 2022. Ở Việt Nam hay ở đâu ạ? Hay toàn thế giới? Ra dẻ. Em đang hỏi là có phải ở Việt Nam không? Nếu mà Việt Nam chắc sao hay ra dẻ quá. Đúng, anh có đọc qua cái thông tin này. Hay quá. Đây là một cái từ điển ở bên Mỹ. Thường là người ta sẽ gọi là research những cái từ mà dạng như có những cái từ mới người ta cập nhật vô luôn. Hiểu không? Ví dụ như mấy cái tiếng lóng đồ mới là người ta cập nhật vô hết. Thì theo anh được biết, cái từ này là cái từ được tìm kiếm nhiều nhất. Chính là cái từ gaslighting. Gaslighting. Dịch ra tiếng Việt là thao túng tâm lý. Không, cái đó hay nha. Tại vì Việt Nam mình dạo gần đây cũng nổi cái từ thao túng tâm lý lắm. Mà em nghĩ đó là từ anh phát ra tư vấn có vẻ rất là hợp lý. Đó là từ dịch ra tiếng Việt là thao túng tâm lý. Chốt chưa? Chốt ạ. Đó là cái cụm từ của tôi là Happy New Year. Không, nha. Câu này đúng nha. Happy New Year cũng hợp lý luôn thao nha. Thao túng tâm lý. Tin đi em. Em tin à? Em tin à? Em tin chị Miss Thi. Dạ. Lựa chọn của Nguyễn Huy, đó là một lựa chọn chính xác à? Wow, chúc mừng. Lên ngựa. Thao túng tâm lý, gas lighting, đó là cụm từ tìm nhiều nhất. Merriam-Webster, công ty Mỹ chuyên xuất bản sách tham khảo đặc biệt nổi tiếng với các bộ từ điển, tuyên bố chọn gaslighting là từ của năm 2022 bởi nó trở thành từ được ưa chuộng. Merriam-Webster bắt đầu công bố từ của năm vào năm 2008 và duy trì tới nay. Và với sự lựa chọn này đã đem tới chiến thắng cho Nguyễn Huy. Chúc mừng Nguyễn Huy ạ. Sao em thấy Nguyễn Huy chiến thắng mà mặt Thái Ngân kiểu thở phào nhẹ nhõm quá? Sao à? Sao thở phào nhẹ nhõm em à? Giống như nãy em nói rồi đó, em mệt quá, mọi người dắt em đi, nãy giờ em chóng mặt quá. Mặt quá. Em nghĩ là... em chóng mặt nữa. Hả? Nữa hả? Còn em sẽ quay lại vòng 3. Trời ơi. Còn Nguyễn Huy sẽ tới vòng 4. Lát nữa sẽ gặp lại tụi em nha. Và bây giờ chúng ta hãy đến với vòng 2 của chương trình. Chọn ai đây?